Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay là thứ bảy ở thị trấn Digby Downtown, tỉnh bang Nova Scotia, Canada. Bây giờ đang là khoảng 4 giờ chiều giờ Đại Tây Dương. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nhỏ nhỏ để chia sẻ với các bạn về cuộc sống ở thị trấn Digby Downtown cũng như là cái chi phí và giá cả sinh hoạt ở thị trấn Digby Downtown. Đây là câu hỏi mà mình nhận được rất nhiều từ mọi người, xem là cuộc sống ở thị trấn này như thế nào, liệu cái công việc và cái thu nhập cũng như là cái giá cả sinh hoạt ở đây thì có đủ để sống thoải mái hay là không. Đấy, thì hôm nay mình sẽ có một cái chia sẻ cụ thể để mọi người hiểu rõ hơn về nơi mà mình đang ở, là thị trấn Digby Downtown, tỉnh bang Nova Scotia, Canada. Cho đến ngày hôm nay thì gia đình mình đã đến đây được khoảng tầm 2 tháng thì cũng đã có những cái trải nghiệm ban đầu. Hôm nay mình sẽ nói cụ thể hơn. Quay cái cảnh phía trước cho mọi người xem. Mình vừa đi bộ để vừa chia sẻ cho nó để mọi người có thể quan sát thêm cuộc sống của người dân ở đây, cuối tuần ở đây thì mọi người làm gì và như thế nào. Trước tiên để chia sẻ về tỉnh bang Nova Scotia, đây là một tỉnh bang có mật độ dân cư đông thứ hai ở Canada. Mặc dù là vậy nhưng mà thực chất thì cái mật độ dân số cũng chỉ có 17 người trên 1 km vuông mà thôi. Nhưng mà ở cái thị trấn mình đang ở đây, thị trấn Digby Downtown đây, thì số lượng người nói chung là tập trung dân cư khá là đông. Mình nghĩ là ở đây chắc phải tầm 200 người 1 km2, bởi vì nhà ở đây thì cũng tương đối là nhiều. Đấy, chứ không phải là những cái mình chỉ cần đi ra khỏi thị trấn này tầm khoảng tầm 1 km thôi thì bắt đầu nhà cửa cũng trở nên rất là thưa thớt. Ở khu vực này thì dân số già rất là nhiều, rất nhiều người già. Khi mà mình vào trong siêu thị thì thấy những người nhân viên cũng như là những người đi mua hàng trong siêu thị họ tương đối là nhiều tuổi. Nói về văn hóa của Canada thì đặc biệt là cái khu vực mình sống đây thì mình thấy người dân ở đây chung là rất là hiền lành, ra đường gặp nhau thì luôn luôn là chào hỏi, xong rồi đi vào siêu thị hoặc là đi đâu cần cái gì đấy thì mình có thể nói chuyện với người ta và nhờ người ta giúp thì người ta giúp, chỉ bảo rất là nhiệt tình. Đấy. Hello. Nói về cái giá cả sinh hoạt ở khu vực mình sống ở thị trấn đây thì về giá thuê nhà thì sẽ rơi vào dao động khoảng tầm từ 900 đến 1.200 đô. Đấy là bao gồm cả tiền điện nước sinh hoạt, tầm 900 đến 1.200. Hiện tại gia đình mình đang thuê một cái căn hộ, tính cả tiền điện nước internet tất tật vào thì nó rơi khoảng tầm 1.100. Cái chi phí ăn uống cũng như là sinh hoạt của gia đình mình thì là một tháng sẽ rơi khoảng tầm 900 đến 1.000 đô. Đấy là bao gồm cả tiền ăn cộng với sinh hoạt phí. Đấy. Những cái khoản lặt vặt ví dụ như là xăng, rồi tiền sim thẻ điện thoại, rồi tiền xà phòng, rồi kem đánh răng, rồi bột giặt, rồi tất tật đấy, cộng với cái chi phí ăn uống hàng ngày. Đấy. Ở đây thì cái chi phí ăn uống hàng ngày thì ví dụ như là hàng ngày buổi sáng thì mình có thể buổi sáng mình có thể mình ăn bánh ngọt cộng với sữa, là có hôm thì ăn mì tôm với cả trứng gà. Đấy, ở đây ở bên này đặc biệt là những cái sản phẩm làm từ sữa như là sữa tươi này, bánh ngọt ở đây này thì rất là ngon. Đấy, mà rất là dễ ăn. Ở Việt Nam thì mình không hay ăn bánh ngọt với cả uống sữa đâu.
Mình sang đây ăn bánh ngọt và uống sữa bên này thì thấy rất là ngon. Đấy, nên là mình bây giờ rất là thích uống sữa và ăn kem. Ở đây ví dụ như là một hộp kem mà 2 lít ý, với cả một hộp sữa mà dung tích là 2 lít ý, thì nó rơi khoảng tầm 5 đô. Đấy, thì nhà mình mỗi lần mua một hộp kem và một hộp sữa 2 lít đấy, tổng là 4 lít, cộng với cả một chai nước hoa quả. Đấy, cụ thể đây là nước chanh. Đấy, nước chanh tươi họ pha sẵn cho mình rồi chứ không phải mình phải tự pha như ở Việt Nam, rất là ngon đấy. Thì là cũng là dung tích là 2 lít thì trung bình nó rơi khoảng tầm 5 đô trên 2 lít đấy, cho mỗi loại. Đấy, tức là 3 ngày mình mua kem này, mua sữa này, mua kem, mua sữa, mua nước chanh này thì rơi khoảng tầm 15 đô mà cho 3 ngày nên chúng mình mỗi ngày hết khoảng 5 đô. Đấy, mỗi ngày chúng mình 5 đô cho nước hoa quả. Đấy. Chi phí cho bánh ở đây thì là thường là khoảng mỗi buổi sáng mình ăn hết một cái bánh ngọt khoảng tầm 1 đô. Đấy. Tổng gia đình mình 4 người thì hết khoảng tầm 4 đô đấy cho bữa sáng. 4 đô cho bữa sáng cộng với 5 đô cho chi phí là sữa này, kem này và nước hoa quả này. Đấy, khoảng tầm 9 đô cho là 10 đô đi. 10 đô. 10 đô một ngày cộng với cả gạo. Gạo thì bình thường là mua là 20 đô trên một tháng, được mỗi ngày chưa đến 1 đô, coi như là 1 đô đấy. Đấy, cộng với tiền thịt. Thịt, rau. Rau ở đây khoảng tầm 5 đến 6 đô là ăn trong một ngày. Đấy, cộng với thịt thì cứ cho là khoảng tầm 10 đô đi. 10 đô với cả gia vị, mắm muối các thứ thì tổng cứ cho là khoảng tầm 25 đô. Đấy, tầm 25 đô tiền ăn một ngày. Đấy, cộng với chi phí sinh hoạt rồi các thứ nữa thì rơi khoảng tầm là 30 đô một ngày. Đấy thì là thoải mái, khá thoải mái so với cái nhu cầu của gia đình mình. Đấy, tức là mỗi tháng mà cộng lại cứ cộng thêm cả chi phí lặt vặt phát sinh ấy, thì nó rơi khoảng tầm trên 2.000, 2.100, 2.200. Đấy, ở bên này để mà đi làm một cái công việc cơ bản ấy, ở đây ấy, thì lương sẽ rơi khoảng tầm là 125 đô một ngày. Đấy là sau khi trừ đi thuế. Và bình thường nếu mà chưa trừ thuế nó rơi khoảng tầm 150 đô, nhưng mà bên này là thuế họ trừ đi 15% cơ. Thì còn lại khoảng 125 đô. Tức là tính là mỗi tháng nếu mà đi làm đầy đủ ngày 8 tiếng, 8 đến 10 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6 ấy, thì mỗi tháng bạn thu nhập khoảng tầm từ 2.500 đến 2.800 cho công việc phổ thông, tức là công việc mà chính phủ áp mức gọi là thấp nhất. Đấy, để người dân có thể đảm bảo cái cuộc sống cơ bản hàng ngày. Đấy là một người đi làm thôi. Còn nếu mà hai người đi làm ấy thì là thu nhập rơi khoảng tầm, nếu mà đi làm đầy đủ rơi khoảng tầm 4.500 đến 5.000. Thì với cái mức sống như của gia đình mình thì về cơ bản thì rất là thoải mái. Đấy, còn những người dân ở đây, những người mà người ta có nhà cửa đấy rồi, không thuê nhà như ở Việt Nam, những người của gia đình có nhà rồi ấy, thì chung là đi làm gần một người là có thể nuôi được cả gia đình rồi. Cuộc sống rất là thoải mái. Bên này thực phẩm rất là sạch, kiểm định rất là kỹ càng, là đặc biệt là những cái chất mà gây hại ví dụ như là làm cho đầy bụng rồi khó tiêu ấy, thì thực phẩm bên này họ kiểm định rất là kỹ. Từ lúc sang đây mình ăn thực phẩm bên này thì hầu như được cái đầy bụng khó chịu, rất là dễ chịu. Bên này khí hậu vào mùa hè thì ban ngày nó rơi vào tầm từ 18 đến khoảng tầm 24-25 độ C. Buổi đêm thì lạnh hơn, buổi đêm thì là xuống đến khoảng tầm 12-13 độ. Đấy, nhưng mà bên này kể cả nhiệt độ khoảng tầm 12-13 độ ấy, nhưng mà chỉ cần mặc cái áo khoác mỏng chứ không cần phải mặc áo phao như ở miền Bắc Việt Nam. Sang bên này thì mình cần phải chuẩn bị một số những cái, theo mình ấy thì cần chuẩn bị một số những cái kỹ năng cơ bản, ví dụ như là
khả năng nấu ăn này, bởi vì cái này mình mua phải biết nấu ăn, thì mình mua thực phẩm và siêu thị mình mua về mình tự nấu thì mới rẻ, chứ còn ở đây ra ngoài thì hầu như là không có hàng ăn mấy. Thứ hai là bên này ra ngoài ăn thì rất là đắt, đặc biệt là những cái sản phẩm mà những cái mặt hàng mà ăn sẵn ấy, ở đây thì họ bán rất là đắt, giá rất là cao so với thu nhập. Thì là nếu như mà mình ra ngoài mình mua về mình ăn ấy, thì sẽ không đủ chi phí. Khu mình ở đây là khu du lịch, cho nên là mọi người cuối tuần đi lại đi chơi ngắm cảnh, khu vực này cảnh rất là đẹp. Trước mặt là khu vực cảng cá. Ở đây thì mặc dù thuế khá là cao, 15%, ví dụ như là ở đây nếu mà đi làm neo ấy thì là thuế còn cao hơn cơ. Ở đây thu nhập ở thu nhập làm neo, ngành neo ở Canada thì về cơ bản nó sẽ rơi vào khoảng tầm ở những cái thao nhỏ, thị trấn nhỏ như mình ấy, thì rơi vào mùa hè rơi khoảng tầm từ 4.500 đến 5.000 một tháng. Đấy là cho thợ cứng ấy. Còn thợ mới ấy, rồi rơi khoảng tầm 3.000 đến 3.500. Cái thuế thì là thuế dành cho neo ở đây là rơi khoảng tầm 25%, tức là bình thường sau khi một tháng trừ đi thuế rồi thì mùa hè còn lại tầm từ 3.000 đến 4.000. Còn mùa đông thì sau khi trừ thuế đi còn khoảng tầm 2.000 đến 3.000, tùy theo cái tay nghề của bạn như thế nào. Cho nên về cơ bản thì nếu như mà những người Việt Nam mà ngôn ngữ yếu thì có thể học neo ở Việt Nam, sau này bên này xin việc thì cũng khá là dễ, cũng không có cái khó khăn gì cả. Bên cạnh đó những cái công việc cơ bản đây, ví dụ như là làm ở siêu thị hay là ở cái tỉnh bang Nova Scotia của mình, thì có hai cái ngành công nghiệp rất là nổi tiếng ở Canada, đó là công nghiệp là ngành thủy hải sản, đánh bắt thủy hải sản để xuất khẩu đi khắp thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ. Canada thì gần Mỹ mà, đấy, cho nên là xuất khẩu sang thị trường Mỹ thì cái lợi nhuận rất là cao, cũng như là cái ngành công nghiệp đóng tàu ở Nova Scotia thì rất là nổi tiếng. Cho nên là để mà sang đây và xin một công việc đi làm công việc phổ thông cơ bản ở đây thì nói chung là cũng rất là dễ. Và công việc cơ bản phổ thông ở đây thì có thể đáp ứng đầy đủ cho cái chi phí sinh hoạt của cả gia đình. Thậm chí là một người đi làm có thể lo được cho cả gia đình, nếu như mà chi phí sinh hoạt là bạn có thể biết cách chi tiêu, cũng như là ở đây thì vào cuối tuần, thậm chí là cách nhau vài ngày thôi, trong siêu thị có những cái đợt mà sale 50% liên tục, đặc biệt là thực phẩm cũng như các mặt hàng thiết yếu ấy. Thế nên là một tháng thì chi phí cho gia đình mình thì cũng người tính cả tiền thuê nhà rồi thì rơi tầm chỉ 2.000 đến 2.200 thôi. Tiếp theo thì nói về cái văn hóa cũng như là cái cuộc sống của người dân ở đây, thì mình thấy người dân ở đây rất là hiền lành. Đấy. Cuộc sống ở đây thì cảm giác là mọi người sống chung là không phải bon chen nhiều. Và đặc biệt một cái mình thấy là những cái luật lệ ở đây mọi người rất là tuân thủ luật lệ. Ngay như ví dụ như là cái chuyện trước đây mình thấy những người nước ngoài sang Việt Nam ấy, nhiều người có chia sẻ là họ rất sợ đi sang đường ở Việt Nam. Đấy. Nhưng mà sang đây khi mà mình trải nghiệm cuộc sống đây rồi thì mình mới hiểu là tại sao mà những người nước ngoài sang Việt Nam họ lại sợ sang đường. Ở đây những người đi bộ ấy, mà khi mà bạn chỉ cần có ý định sang đường thôi ấy, là tất cả những cái ô tô mà đang di chuyển, phương tiện di chuyển ở trên đường ấy là họ dừng lại hẳn để cho mình đi qua đường, sau đó họ mới đi tiếp. Thế hôm nọ có cái trường hợp mà như con nhà mình đi sang đường ấy, nó chạy ào một cái qua đường, thế là cái ô tô nó đứng cách đấy khoảng, bình thường người ta đi qua đường người ta đi bộ thôi đúng không? Đấy, nhưng hôm đấy con mình nó nghịch, nó chạy qua đường, thế là một cái ô tô nó đi đường xa, nó cách đấy khoảng tầm 20 mét ấy, đấy nó giật mình, thế là nó sợ là nó phanh luôn ở cách mình khoảng tầm 15-20 mét ấy. Nhưng ở đây tức là người ta cái người đi bộ, luật giao thông đây này là người đi bộ là luôn luôn được ưu tiên, đặc biệt là trẻ con đây, trẻ con với cả người cao tuổi đây này là luôn luôn được ưu tiên. Đấy, ngoài ra những cái tiện ích ở đây thì
Như mình ở thị trấn đây thì về cơ bản cũng có đủ cả. Chỗ nhà mình ở thì là ở thị trấn nên có ở ngay gần bệnh viện thôi, bệnh viện Đích Bi. Ở trường học của con mình thì là có khu vui chơi cho trẻ con đấy, miễn phí hết, có cả sân bóng đá, bóng rổ và bể bơi thì mở cửa miễn phí theo giờ, mở cả tuần và theo khung giờ là từ 1:30 chiều đến 3 giờ, và buổi chiều tối thì là từ 6 giờ đến 7:30 đấy, là free cho tất cả mọi người, từ người già đến trẻ con được tất tật đấy, không phân biệt tuổi tác giới tính đấy, và nước rất là sạch, nói chung là bể bơi rất là sạch sẽ đấy, mọi người buổi trưa đi bơi rất là đông. Ở đây mà học bơi cũng giá rất là rẻ thôi, chỉ có 3 đô một lượt đấy. Ở đây dạy bơi chỉ có 3 đô một lần thôi. Mà nếu như mà bạn mà đi học bơi cả gia đình, từ 4 người gia đình mà từ 4 người trở lên ý, thì là từ người thứ tư trở đi là sẽ không mất phí dạy bơi đấy. Còn lại những cái khung giờ mà free là từ 1 giờ đến 1:30 đến 3 giờ, và từ 6 giờ đến 7:30 là mọi người có thể bơi và bơi thoải mái. Ở trên đây thì là một số những cái chia sẻ của mình về cái giá cả sinh hoạt cũng như là của cuộc sống của người dân ở đây. Bên cạnh đó thì ở đây cũng có một số cái lưu ý, theo như mình sang đây thì mình cần phải biết lái ô tô cũng như là sử dụng thành thạo Google Maps, bởi vì ở đây thì mình đi đâu thì nó cũng tương đối là xa. Ví dụ như là đi hôm trước con nhà mình bị một cái răng sữa nó lung lay ấy, đấy thì là đi nhổ răng thì là cũng phải di chuyển đến hơn 100 cây cơ. Ở đây người ta đi hơn 100 cây là bình thường, bởi vì là ở đây đường xá rộng rãi và đường cao tốc đi xe đi tốc độ rất là cao, tầm 100 đến 120 km một giờ, nên là di chuyển tầm hơn 100 cây ấy, thì nó cũng chỉ mất khoảng tầm 1 tiếng đến hơn 1 tiếng thôi. Nên là bên này mà không có ô tô mà không biết lái xe thì thật rất là bất tiện, bởi vì là đi taxi ở bên này giá rất là mắc đấy, mà lại không chủ động nữa. Ngay cả ví dụ như là hàng ngày mà bạn mà quên cái gì, ví dụ đi nấu ăn ở nhà mà quên một cái gì đấy mà cần chạy ra siêu thị mà không có ô tô, đi bộ hoặc là đi xe đạp ra thì nó cách đấy khoảng vài ba cây ấy, thì cũng rất là xa đấy. Đấy, ngoài ra thì cái ngôn ngữ, cái tiếng Anh bên này thì nhiều người cũng nghĩ là nó là một cái trở ngại, nhưng mà thực ra là bây giờ cái thời buổi công nghệ phát triển thì mình cũng có thể mình có nhiều cách để mình hỗ trợ thêm. Đấy, mình chỉ cần chuẩn bị những cái kỹ năng, cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình ở mức cơ bản thôi, đấy, mức basic thôi. Đấy. Còn những cái gì mà người ta nói những cái vấn đề quan trọng hoặc là một cái câu mà nó dài mà người bản địa đây người ta nói mà mình không hiểu thì mình có thể sử dụng Google Dịch để nhờ người có thể sử dụng Google Dịch để hỗ trợ thêm, để có thể hiểu nhau đấy, giải quyết được vấn đề. Trên đây là một số những cái chia sẻ của mình về cuộc sống ở Canada nói chung cũng như là ở thị trấn Dick Biddle Town, nơi mà gia đình mình đang sinh sống ở đây. Đây, mời mọi người ngắm cảnh biển ở thị trấn. Hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt với gia đình mình. Thì sáng ngày hôm qua thì bên bộ di trú ARCC cũng đã có cái xác nhận báo đậu PR cho gia đình nhà mình. Hiện tại thì gia đình mình chỉ cần phải chuẩn bị thêm một số cái tài liệu để gửi cho bên ARCC để họ chuẩn bị làm thẻ thường trú nhân cho cả gia đình. Khi mà mình có thẻ thường trú nhân, có PR thì là mình sẽ trở thành công dân của Canada và sẽ có được hưởng những cái quyền lợi về bảo hiểm y tế cũng như là tất cả những cái phúc lợi xã hội ở Canada dành cho công dân Canada.
hầu như cuộc sống ở đây mọi người chỉ phải lo đi làm thôi, còn tất cả những cái vấn đề khác, ví dụ như là học tập của con cái này, rồi y tế các thứ này, là chính phủ Canada lo liệu, nói chung là rất là tốt cho mọi người có thể yên tâm tập trung đi làm, không phải lo nhiều. Trẻ con ở đây thì được đi học miễn phí này, khu vui chơi rồi sử dụng bể bơi rồi sử dụng sân bóng đá, tất cả thứ đều free hết. Đấy, ở trường con mình thì có đầy đủ sân bóng đá, sân bóng rổ. Sân bóng đá là sân cỏ tự nhiên. Bên này thời tiết cũng rất là phù hợp để cho cây cối phát triển. Đấy, trên đây là một số cái chia sẻ nhỏ của mình về cuộc sống ở thị trấn Ikwiatao, để mọi người có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống ở đây. Và nếu có điều kiện thì có thể tham gia chương trình, một chương trình định cư ở Canada cũng như là tỉnh bang Nova Scotia, sang đây có thể trải nghiệm cuộc sống ở đây xem có gì hay. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video lần tới. Bye bye.